Em ra em coi tư vấn khách làm chị cái nè. Rửa mặt sạch rồi mới à quên à, cũng phải rửa chứ, phải rửa sạch nên rồi mới ủ tê. À, chị nhắn mà chưa thấy trả lời. Nhiều khi đi làm chỗ khác rồi chị quay về chị cũng quay nhắn tin mất. Mà nhắn tin cũng không thấy trả lời nên thôi. Chị có app Zalo rồi. Bữa hôm qua con nó tới làm con mà hồi xưa mà ấy thùng kia. Mụn không dễ ớn, mụn bình thường nó nhiều thôi. Không phải bị mụn sẵn rồi cái đổi cái kích lên luôn. Thì cũng nhiều loại đó. Mụn bình thường, mụn viêm, mụn bình thường nữa thôi, dị ứng đâu. Đau không em trai? Không biết, quen. Xí đau nha. Cố gắng nha, để chị bé nặng nhỏ sạch rồi mới bôi thuốc được. Bôi thuốc nặng hết tháng nặng hết thôi. Đảm bảo hết trơn luôn. Thì 30, 31 là tới lễ luôn đó, chắc rứa. Để cho mấy người kia được nghỉ, được làm á. Em coi thử được ai hú vô luôn. À. Rồi ngày nào nghỉ? Bữa hôm em nói trúng lễ đồ mà. 30, 31, ngày 1, ngày 2 mà. Chị nói tim hay thôi, giờ rửa mặt bình thường. Rửa mặt với bao tê. Dạ.
Còn ai làm game với nó hà? Trộn tụi ăn trộn luôn chứ. Bên kia có người chờ chứ vậy ta. Hạo đâu rồi? Hả? Còn ở dưới. Không nên kiểu lì lì cái da làm khô quá nè. Đó là cũng đi chạy da liễu à? Em có đi chạy da liễu chưa cô? Cứ đi mà chị cho thuốc chưa? Không có lấy mụn à? Dạ. Trời. Ai ấy thì mở giường làm đi em. Duyên vậy quá mở không nên làm đi chị bé. Chứ có người ngồi không ấy làm chi? Rảnh ghê có phòng. Một người cũng kể đã xí ra vô nữa rồi. Thì còn làm lâu. Anh biết chờ chị mụn nhiều không? Thế là cái mô mà gần xong rồi thì mình mới khỏi mỡ. Chứ cái mụn mới nghe thuận làm hơi lâu. Thuận nghe